Mẹ Vắng Nhà Ba là siêu nhân, là game show mới nhất có sự tham gia của những cặp bố con, trong đó người cha là các nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình có sự tham gia của 4 gia đình khắc Việt, gia Sturti, Lương Thế Thành và Đức Thịnh. Trong 48 tiếng khi nóc nhà đi vắng, bố con sẽ thực hiện nhiệm vụ mà người vợ mong muốn, qua đó sẽ có thêm sự gắn kết và hiểu nhau hơn. Mới đây, chương trình đã hé lộ siêu năng lực của gia Sturti khi trở thành một ông bố toàn thời gian. Cụ thể, một buổi sáng như bao ngày khi cả gia đình nam rapper thức dậy, cô bé Kiki đã nói mình bị em sút làm đau tay và làm nũng với bố mẹ. Mẹ Trâm Anh nhanh chóng leo lên giường xem xét, thổi tay cho con gái để xua đi cơn đau. Thế nhưng có vẻ biện pháp thổi hơi vẫn chưa khiến vết thương của Kiki hết đau. Do đó, gia Sturti đã hóa thân thành bác sĩ để cấp cứu cho con gái cưng. Cô bé Kiki dường như cũng hiểu được bố đang làm gì đó để giúp đỡ mình và hỏi một cách đáng yêu, bác sĩ Ti đang làm gì đấy? Và nam rapper đáp lại con gái rằng, bố lấy ergo bác sĩ đây. Thậm chí, khi Kiki nói mẹ đã lấy băng ergo rồi, gia Sturti còn dỗ dành rằng, ergo của bố đẹp hơn, màu đỏ đẹp hơn này để thu hút sự chú ý của con gái, và giúp cô công chúa nhỏ nhanh quên đi cái đau. Lần đầu tiên gia Sturti phải ở nhà một mình trông hai con, liệu anh có thể vượt qua thử thách cam go như bố nhập ngũ này không? Đoạn video nhanh chóng nhận về lượt tương tác tích cực với nhiều bình luận khen ngợi hai cha con hóm hỉnh và đáng yêu hết nấc. Điều đó càng khiến cho mọi người ngóng đợi những diễn biến tiếp theo.